Hello tất cả anh em. Như vậy là hôm nay đã là một cái cột mốc rất là quan trọng, 30 ngày đúng không ạ? 30 ngày chúng ta tham gia một cái hành trình đọc sách mỗi ngày và chia sẻ bài học. Ngày hôm nay tôi xin chia sẻ bài học của mình trong chương số 7 sách Luật Hấp Dẫn. Thì ở trong chương số 7 này thì tác giả ví những cái hoa lo kèn cho chúng ta để cho chúng ta có một cái bài học. Đó là những cái cánh hoa lo kèn nó trở nên bung ra và nở rất là rực rỡ. Bởi vì điều gì ạ? Bởi vì nó hướng về phía có năng lượng, hướng về phía có mặt trời, hướng về phía có năng lượng. Và nhờ vào đó thì bông hoa trở nên đẹp hơn, trở nên tuyệt vời, trở nên đầy sức sống. Cũng như vậy đối với con người của chúng ta, thì chúng ta hướng về những điều tích cực thì cuộc sống của chúng ta cũng sẽ hướng đến những điều tích cực, và nhờ vậy thì cũng tràn đầy năng lượng và những cái thứ tốt đẹp, những cái thứ tuyệt vời nó sẽ đến với chúng ta khi mà gì ạ, chúng ta hướng về những cái điều tốt đẹp, hướng về những cái điều năng lượng tích cực, hướng về những cái điều mà giúp cho chúng ta trở nên sáng tạo hơn. Cũng như vậy, ở trong công việc, khi mà chúng ta hướng đến chịu trách nhiệm và tìm giải pháp để giải quyết cho những cái vấn đề xảy đến, thì chắc chắn rằng là chúng ta sẽ giải quyết được nó, và nhờ vào đó thì công việc sẽ trở nên tốt hơn. Và nhiều những điều tuyệt vời thì sẽ đến với chúng ta. Đó là bài học của tôi. Xin cảm ơn bạn đã theo dõi video này. Xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Xin chào.